có một đám mây hình nấm mọc lên trên lục địa Hoa Kỳ và ánh sáng nóng nực này đã được một cậu bé nhìn thấy. Khoảnh khắc tiếp theo người đàn ông cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt anh chợt trở nên đờ đẫn nghĩ rằng đó chỉ là một vụ cháy, nhưng đám mây hình nấm đang nhanh chóng lan rộng ở phía xa. Những người đang tụ tập vào lúc này vẫn chưa để ý tới cảnh này. Ngay sau đó sóng xung kích đã quét qua mọi thứ khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Mọi người phát hiện sự việc nhanh chóng bỏ chạy thoát thân, nhưng lúc này đã xuất hiện thêm nhiều quả bom hạt nhân khác ném xuống thẳng phố. Và cảnh tượng này cũng đang diễn ra trên toàn thế giới cùng lúc. Thời gian nhanh chóng đến 219 năm sau và con người để tồn tại chỉ có thể được chuyển đến nơi trú ẩn dưới lòng đất. Lucy là một cô gái đến từ hầm trú số 33. Cô được áp dụng cho người lãnh đạo phía bên hầm 32 về sự kiện hẹn hò mù quáng 3 năm một lần. Yêu cầu của cô nhanh chóng được chấp thuận và theo quy định nếu cô muốn kết hôn thì phải rời bỏ nơi nương tựa của mình. Cánh cửa hầm 32 đối diện lúc này đã từ từ mở ra. Qua đó, thành viên trong gia đình số 33 sẽ được cung cấp hạt giống và máy móc. Con người đàn ông kia chỉ cần Lucy mà thôi. Rất nhanh cô đã gặp được chồng sắp cưới của mình. Ngay sau đó, một lễ cưới trang trọng đã được diễn ra tại hầm trú số 32 và chỉ hôm nay họ cũng nhận được một tin vui, mức độ bức xạ ở mặt đất đang giảm. Cứ như vậy, thế hệ tiếp theo của Lucy có thể trở lại mặt đất. Nhưng vào lúc này, anh trai của Lucy nhìn cánh đồng trước mặt thấy có gì đó không ổn. Tại sao mọi thứ ở đây lại lộn xộn thế này chứ? Nhưng sau đó anh nhận ra rằng điều tương tự cũng xảy ra trong căn phòng, ngoài ra còn có một vài xác chết bên trong đó. Đồng thời lúc này cặp chồng mới cưới đã làm xong việc, Lucy chợt nghe thấy một tiếng động như tiếng súng bên ngoài, đồng thời khi nhìn thấy chồng mình với vài vết thương trên cơ thể. Cô chợt nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng giơ tay với chiếc đồng hồ lên, ngay sau đó cô nhận thấy tín hiệu trên đồng hồ có dấu hiệu bất thường. Thời điểm này cô mới biết người chồng này đến từ thế giới trên mặt đất, thế là anh ta lập tức hành động và hạ gục Lucy chỉ trong vài giây. Thậm chí là đâm một con dao vào bụng cô ấy. Lúc này âm thanh báo động vang lên nên Lucy đã nhân cơ hội hạ ngục anh ta. Sau đó Lucy vội vàng đi vào phòng tắm tự tiêm thuốc cho mình. Cô đến lối đi bên ngoài hầm trú 33 vì phía trước là hướng kho vũ khí, nhưng những người bảo vệ ở đó đã bị hạ ngục. Khi bước vào kho vũ khí thì mọi thứ đã bị cướp sạch và lúc này địa điểm tổ chức đám cưới cũng đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Toàn bộ những cư dân hầm trú số 33 đều không phải là đối thủ của những người trên mặt đất này. Ngay sau một vụ nổ, toàn bộ mái vòm của hầm trú số 33 bắt đầu tan vỡ. Thời điểm này chỉ còn một vài người sống sót và bắt làm tù nhân. Chúng đã cho cha của Lucy một sự lựa chọn, là chọn Lucy hay chọn phe của họ. Vậy là ông ấy đã không ngần ngại để Lucy rời khỏi đây an toàn. Ngay sau đó ông đã bị súng gây mê làm bất tỉnh. Lúc này nữ thủ lĩnh Moldaver đột nhiên nói với Lucy. Cô ta sẽ đưa mọi người đến thế giới thực và hy vọng cô sẽ tìm đến đó một lần. Ngay khi tất cả rời đi thì quả bom tại đó đã phát nổ. Và khi trận chiến kết thúc, tất cả người chết đều sẽ trở thành phân bón. Thời điểm này Lucy đã tuyên bố với mọi người cô sẽ đi tìm cha mình. Mặc dù bị mọi người từ chối nhưng cô đã quyết định rồi. Đêm đó cô đã được anh trai và người bạn giúp đỡ rời khỏi đây. Cảnh tượng trên mặt đất khiến cô vô cùng sốc. Mặc dù đã nghe nói về vụ nổ hạt nhân năm đó nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến tất cả. Khi nhìn thấy biển rộng lớn phía trước, Lucy càng kinh ngạc hơn. Đồng thời tại một tổ chức mang tên Brotherhood of Steel đang đào tạo lính trẻ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ các vùng đất hoang. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một bóng đen bay qua bầu trời. Mọi người lập tức chạy ra kiểm tra thì đó là một chiến hạm khổng lồ. Sau khi hạ cánh, một số người lính mặc áo giáp từ trên cao cũng đáp xuống. Thì ra họ đến đây để tuyển chọn những chiến binh và thực hiện nhiệm vụ cao nhất của liên bang, đó là một nhà khoa học đã trốn thoát và mang theo vật cấm bên mình. Thứ này có thể cứu hoặc có thể tiêu diệt cả nhân loại, và họ đến đây chỉ vì nhiệm vụ này. Nhà khoa học đó là một người đàn ông đeo kính mang theo một con chó. Ngay sau đó họ lên đường với những thanh niên mới được tuyển dụng và sứ mệnh này lúc này đã lan rộng khắp vùng đất hoang. Đồng thời có 3 thợ săn tiền thưởng đến nghĩa trang, họ có một thỏa thuận lớn để tìm kiếm đồng đội thật mạnh mẽ cho mình. Họ nghe nói rằng có một con ma cà rồng đang ngủ ở đây. Cả nhóm còn chuẩn bị một con gà mái để sự kiện đào bới này, bởi người ta nói gà là mục tiêu hàng đầu của ma cà rồng. Chẳng mấy chốc nắp quan tài đã được bộ ba mở ra. Nhìn cái xác bước ra đã cử động cơ thể khiến họ khá bối rối và thử nghiệm bằng vài viên đạn, nhưng hắn không quan tâm mà chỉ chăm chú nhặt con gà mái trên mặt đất lên. Điều này khiến gã béo rất lo lắng vì gã ma cà rồng này có vẻ giống với lời truyền thuyết hay nói, nhưng anh chàng khác vẫn cố bình tĩnh và nói ra mục đích của mình. Có một nhà khoa học với con chó của mình đã thoát khỏi Enclave, có một khoản tiền thưởng khổng lồ dành cho ông ta. Sau khi hoàn thành công việc này, cả bọn sẽ có cơm ăn áo mặc suốt đời. Ban đầu Gâu không quan tâm đến điều đó, nhưng khi nói tới việc nhà khoa học sẽ đến là California, đó là quê hương trước đó của Gâu, nên sắc mặt anh ta chợt thay đổi. Anh cho rằng những tên này chẳng biết gì về quê hương cẩu anh cả. Thế là người đàn ông đã đe dọa sẽ nhét Gâu vào lại quan tài. Nghe xong điều này, anh đã thực sự tức giận. Đầu tiên anh tung sợi dây trói tên da đen lại trước, sau đó là khéo léo xử đẹp nốt 2 tên còn lại. Trước khi rời đi, Gâu đã ném gã da đen rơi vào quan tài để chôn sống hắn. Hôm sau Lucy đã bước vào một ngôi nhà, nhưng cô phát hiện ra rằng những người ở đây cũng đã biến thành những bộ xương rồi. Cô nhặt lọ thuốc trên bàn lên thì đó là một lọ thuốc độc. Hình như người dân ở đây đã tự sát, điều bất ngờ đó là một đứa trẻ và mẹ của nó. Đêm đó Lucy chỉ có thể nghỉ ngơi ngoài trời. Nhưng đột nhiên cô bị đánh thức bởi một tiếng sủa dữ dội, thì ra đó là một con chó lớn màu vàng.
Sau đó nó dường như tìm thấy thứ gì đó đang căn bên trong miệng. Nhìn kỹ hơn thì là một con rắn có tỷ lệ cơ thể lớn hơn thông thường. Rồi Lucy chợt giật mình vì còn một người đàn ông đeo kính đã ngồi xuống bên cạnh. Và hành lý của cô đã bị ông ta lục tung từ lúc nào rồi? Rồi ông ta nói với Lucy trước đây mọi người luôn cho rằng Tiểu Cường không thể bị giết chết. Hóa ra đây đúng là sự thật vì chúng vẫn sống sót sau vụ nổ hạt nhân. Nó thậm chí còn phát triển với kích thước lớn hơn, giống như con trước mặt khiến Lucy cảm thấy rùng mình. Thời điểm này cô đã hiểu rằng chính ông đã cứu cô. Sau đó Lucy cũng cởi mở hơn nói đang tìm cha bị người phụ nữ tên Monday vừa bắt đi và người đàn ông cũng biết về nữ thủ lĩnh này đang sống ở trên bề mặt. Nếu Lucy muốn tiếp tục ở đây thì cần phải trở thành một con người khác. Nói xong ông đã quay người rời khỏi đây. Hôm sau Lucy chợt nhìn thấy một ngôi nhà và hỏi người chủ một cách thân thiện, có vẻ như việc cầm súng giơ về trước đối với cô ấy là một hành động chào hỏi. May mắn là cô chỉ muốn hỏi đường từ người đàn ông mà thôi, nhưng anh ta lại ngây thơ hỏi Lucy liệu cô có nước để uống không. Kết quả là số nước cuối cùng của cô đã bị hết sạch. May mắn khi uống xong anh ta đã nói phía trước có một thị trấn nhỏ, Lucy có thể hỏi đường những người dân ở đó. Sau khi đi ngang qua một khu rừng cô thấy rất nhiều ô tô cũ ở đây, đúng lúc đang bối rối thì hai bóng người xuất hiện ở phía trước. Lucy cố gắng nói xin chào nhưng lại bị họ bơ thẳng mặt. Chẳng bao lâu Lucy đã đến thị trấn nhỏ này và mọi thứ ở đây đều được xây dựng từ đống đổ nát sau ngày tận thế. Chẳng mấy chốc Lucy đã tìm thấy một cửa hàng tạp hóa, đồng thời có người đàn ông lạ đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Lucy cố hỏi thông tin về người bắt cha mình là Monday vừa từ chủ cửa hàng, nhưng bà đã bỏ qua và nhìn bộ đồ của Lucy thì đã đoán ra cô đến từ đâu. Sau đó là cảnh báo cô hãy rời đi nhanh chóng, nhưng ngay khi Lucy bước tới cửa lại tình cờ gặp được người đàn ông đeo kính tối qua. Có vẻ như ông ta quen biết với chủ cửa hàng ở đây và khi nhìn thấy Lucy ông đã nói cô hãy nhanh chóng quay về nhà, nhưng cô vẫn nhất quyết ở đây để tìm cha mình. Rồi người đàn ông đột nhiên nói hết về những gì có dưới hầm trú ẩn dưới lòng đất. Lucy không thể ngờ ông ta lại có thể biết mọi thứ về thế giới của cô. Thời điểm này nữ chủ quán đã bước ra ngoài yêu cầu ông ấy đi vào trong. Ngay sau đó một giọng nói đã vang lên, đó chính là Gâu đang ngồi trước cửa. Khi anh ta xuất hiện mọi người xung quanh tôi cũng bắt đầu tránh né nó. Anh có mặt ở đây chính là tìm nhà khoa học có tên Win đang bỏ trốn này, bởi ông ấy đang được treo thưởng với một số tiền rất hậu hĩnh. Nhưng bà già lại nói một cách thiếu khách sáo, có người đã trả cho bà một số tiền lớn hơn để có thể mang Win rời khỏi đây. Vừa dứt lời Gâu đã nổ súng lấy đi một cái chân của ông ấy, nữ chủ quán trốn sau thùng sắt liền hét lên ai lấy mạng được Gâu sẽ nhận được một số tiền lớn. Mọi người xung quanh đang háo hức theo dõi lập tức chuyển qua hành động, nhưng tất nhiên là Gâu đã không ngần ngại đáp trả. Chẳng mấy chốc những tên xung quanh anh đã lần lượt nằm xuống, lúc này chú chó trung thành của Win đã lao ra tấn công bảo vệ chủ, tuy nhiên nó đã ăn một dao của Gâu mà đau đớn bỏ chạy. Lúc này Lucy đã giơ súng lên vì thấy việc làm vô lý của anh ta, nhưng Gâu không bận tâm bước tới thì cô đã nổ súng bắn thuốc an thần tới. Tuy nhiên nó chẳng có tác dụng gì với anh ta, lúc này một chiến binh sắt đã xuất hiện trong khung cảnh hỗn loạn này. Thời điểm Gâu nổ súng về phía Lucy thì anh ta đã kịp đỡ viên đạn, sau đó hiệp sĩ trực tiếp nhấc mặt nạ của mình lên nói Win rất quan trọng. Anh hy vọng Lucy có thể mang ông ấy vào trong để đảm bảo an toàn. Sau đó Maximus đứng dậy dưới làn đạn của Gâu và tung nắm đấm khiến anh chàng bay lên cầu thang. Đồng thời Lucy cũng nhanh chóng dìu Win vào nhà bà chủ, sau đó bà ta nhanh chóng lắp một chiếc chân giả cho Win trước sự kinh ngạc của Lucy. Và rồi bà già nói với cô hay mang Win tới một nơi, đó chính là nơi mà Monday vừa đang giam giữ cha của cô, qua đó cô có thể trao đổi Win để lấy tự do cho cha của mình. Nghe thấy điều này Lucy lập tức đồng ý, trong khi đó cuộc chiến giữa Maximus và Gâu vẫn đang diễn ra. Qua đó cả hai đã nhân cơ hội bỏ trốn, và lúc này bộ giáp của Maximus đã gặp một chút trục trặc, nhân cơ hội đó Gâu đã chuẩn bị thực hiện cuộc phản công của mình. Anh đã lấy ra một con dao cắt đứt đường ống hơi phía sau bộ giáp, và khi Maximus rút chân ra thì nó đã bay lên không kiểm soát. Thời điểm này Gâu đã ném chiếc móc mỏ neo vào lưng khiến anh chàng mất thăng bằng, sau đó là một cú tiếp đất bằng mặt không mấy êm đẹp cho lắm. Tuy Gâu là một gã thợ săn tiền thưởng, nhưng anh cũng có nhân tính và đã tự mình cứu chú chó đã bị anh làm bị thương. Sau đó một người một chó đã tiếp tục lên đường. Sau một đêm di chuyển Win dường như đã thấm mệt với cái chân bị thương, ông liền ngồi xuống và chấp nhận số phận của mình. Rồi lấy ra một lọ thuốc độc để tự kết liễu bản thân, điều khiến Lucy ngạc nhiên hơn là ông đã lấy ra một cái cưa nhỏ để cô lấy đầu của mình. Vì chỉ đem đầu ông tới chỗ Monday vừa thì cô mới có thể cứu cha mình, lúc này ông còn hy vọng Lucy có thể mạnh mẽ hơn để có thể sống sót ở thế giới trên mặt đất này. Vừa dứt lời thì Win đã hẹo ngay sau đó, lúc này Lucy vẫn chưa biết lý do tại sao ông lại bị săn lùng. Thì ra trước đó ông đã nhét một thiết bị gì đó vào sau tai của mình. Sau thời gian di chuyển Lucy đã đến một con sông, khung cảnh trước mắt vẫn khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Và ngay khi cô ấy tiến sâu hơn vào vùng nước này đã nhìn thấy một con nai. Nhưng khi Lucy cố gắng tiếp cận con nai bằng cỏ thì một giọng nói chợt vang lên, cô lập tức đứng dậy và thận trọng nhìn xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo có thứ gì đó dưới hồ nước đã lấy mạng con nai nhỏ, không thể chịu được việc con nai bị kéo đi Lucy liền vội vàng đuổi theo. Nhưng lần này cô cũng tự đặt mình vào nguy hiểm. Có thứ gì đó khổng lồ đang cắn vào chiếc ba lô và kéo cô xuống hồ. May mắn thay cô đã kịp thời bắn và làm bị thương con quái vật vô danh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo nó đã lấy mất cái đầu của Win rồi. Lúc này Lucy vẫn rất bối rối không biết thứ dưới nước đó là gì.
nhưng cô ấy hiểu rằng điều nó cực kỳ nguy hiểm. Lucy cố gắng bám theo thì con quái vật đã nhanh chóng biến mất ở phía bên kia dòng nước. Thế là Lucy lập tức lấy đồng hồ ra, bởi vì ngày hôm qua cô đã đặt một con chip theo dõi vào cái đầu của Win. Nhìn con quái vật chạy càng lúc càng xa, cô nhanh chóng cố gắng cởi bỏ trang bị của mình và đuổi theo, không ngờ đằng sau lại vang lên tiếng đang nạp đạn. Thì ra Go đã đuổi theo cô tới đây, và con chó bên cạnh đúng là một trợ thủ đắc lực của anh ta. Ngay sau đó Go đã tung ra một cái tát khiến Lucy vô cùng choáng váng. Rồi anh ta bắt đầu lục lọi túi sách của Lucy nhưng lại không tìm thấy cái đầu ở đâu. Khi Go trực tiếp giơ súng lên thì Lucy đã nhanh chóng giải thích rằng cô đã đánh mất nó. Có một con quái vật đã trộm nó đi rồi. Khi nghe vậy Go cũng chẳng hề thương xót cho một cô gái xinh đẹp như thế này. Anh ta bắt đầu trói Lucy lại để làm mồi câu con quái vật. Xong xuôi anh ta lập tức ném cô xuống nước, sau lần lượt thả rồi nhấc lên để thu hút quái vật. Go còn nói rằng anh ta làm vậy không phải là hàn hại Lucy, chỉ là đang cố gắng câu con cá lớn mà thôi. Và lần này Lucy đã nhìn thấy điều gì đó khiến cô kinh hoàng đến tận xương tủy, đó là một con quái vật khổng lồ đang lao tới đớp trúng chiếc móc câu. Thấy động tĩnh, Go đã dùng hết sức lực để kéo nó lên bờ. Khoảnh khắc tiếp theo quái vật lập tức nhào tới cố cắn lấy Lucy, ngay cả Go đang hóng hớt bên cạnh cũng bị đuôi của nó hất trúng mặt. Thời điểm này Lucy đã nhặt được chiếc ba lô đập liên tục vào đầu quái vật khiến nó nhả cái chân của cô ra. Ngay sau đó con chó cũng lao tới cắn vào chân quái vật khiến nó đau đớn bỏ cuộc. Thời điểm này Go lại tức giận chĩa súng tới Lucy, cô cũng không chịu thua lập tức chửi một tràng đạo lý. Go không thèm nghe, chỉ đang nghĩ rằng con quái vật này tiêu hóa rất chậm. Thế là anh ta lại tiếp tục trói Lucy lại như một tên tội phạm. Sau nửa ngày hành trình Lucy thực sự khát nước, vào lúc này cô bất ngờ nhìn thấy khối thép chứa nước thải. Thế là Go đã lấy một bình lên uống một cách khoe mẽ trước Lucy, mùi nước chứa đầy phóng xạ và vi trùng kinh tởm, nhưng Lucy vẫn không nhịn được mà uống hết ngụm này đến ngụm khác. Thời điểm này Go đột nhiên ho lớn như thể đang bị bệnh. Thế là Lucy đã nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Ngay sau đó cô đã chạy với tất cả sức lực của mình, nhưng không ngờ phía trước lại là tàn tích đổ nát của một thành phố. Lucy đang thẫn thờ thì một sợi dây đã trói cô và kéo người ra sau. Go đã khỏe lại và dễ dàng tóm được Lucy. Lúc này cô cũng vô cùng tức giận mà cắn đứt một ngón tay của anh ta. Có vẻ như Lucy thực sự đã chọc giận anh chàng ma cà rồng này rồi. Khoảnh khắc tiếp theo anh ấy thực sự nắm lấy ngón tay của Lucy và cắt đứt nó một cách gọn gàng. Tiếp theo là một lời cảnh báo để Lucy không còn dám cứng đầu này. Tiếp theo cả hai đi đến một siêu thị bỏ hoang ở rìa thành phố đổ nát. Sau đó Go nhấn nút ở cửa trực tiếp nói chuyện với ai đó bên kia đầu dây. Đồng thời Maximus và cộng sự đã tìm thấy xác của Win, mặc dù họ không có chó nhưng vẫn có cách theo dõi riêng. Đây là những người ở vùng đất hoang đâu đâu cũng nhiễm phóng xạ, vì thế họ chỉ cần bám theo dấu vết để lại mà thôi. Khi cả hai đến bên bờ sông có quái vật thì thấy đã mất dấu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo chiếc kim của dụng cụ đo đã nhảy loạn hai bên. Maximus liền nhanh chóng yêu cầu cộng sự rút lui và bắn vào khoảng không giữa hồ. Tuy nhiên kỹ năng bắn súng của Maximus quá tệ và con quái vật đã vọt lên khỏi mặt nước muốn nuốt chửng anh. Vào thời khắc nguy cấp, Thaddeus đã nổ súng từ trên bờ giải cứu Maximus một mạng, nhưng điều này lại chọc giận nó đuổi theo anh ta mà bỏ qua Max. Rất nhanh anh chàng đã bị nó đớp vào miệng, may mà con quái vật này không có răng nên Thaddeus vẫn không hề gặp nguy hiểm. Trong khi anh cùng Maximus đang vật lộn thì nó đã phun ra tất cả những gì có trong bụng, con quái vật cũng ngay lập tức hẹo ngay sau đó. Ngay sau đó hai người đã nghe thấy tiếng của chú chó sủa, thì ra đó là cái đầu của Win cũng đã được phun ra ngoài. Thế là hai anh chàng đã mừng như vớ được vàng. Phía bên này Lucy lại bị Go chĩa súng tới buộc đi vào trong siêu thị bỏ hoang trước. Nhưng khi cô vừa mới bước vào thì anh ta đã ngất xỉu như mắc căn bệnh gì đó. Lucy đã bị sốc ngay khi bước vào vì một con robot kỳ lạ xuất hiện. Cô nhanh chóng tuyên bố rằng cô đến đây để tìm cha mình và cầu xin nó hãy để cô đi. Rồi robot bất ngờ phát hiện ra ngón tay bị đứt của Lucy liền đề nghị giúp đỡ cô. Cô cũng không ngờ rằng con robot trước mặt lại tốt bụng như vậy. Sau đó nó yêu cầu cô nằm trên bàn mổ. Rồi mở ngăn kéo ra thì không ngờ bên trong là rất nhiều ngón tay khác. Robot thản nhiên lấy một ngón tay đeo nhẫn ra để gắn lại cho Lucy bằng tia laser. Cứ thế ngón tay bị đứt đã nhanh chóng được nối lại, thậm chí Lucy còn có thể cử động nó một cách linh hoạt. Robot này đúng là ảo thật đấy. Lúc này Lucy nhanh chóng cảm ơn nó và so sánh với Go đang ở bên ngoài, thực sự anh ta còn không tốt bằng một nửa con robot này. Vừa rồi cô còn nghi ngờ mình đã bị bán vào đây để lấy nội tạng, không ngờ robot lại nói đúng là nơi này để bắt người lấy nội tạng rồi đó. Nghe xong Lucy choáng váng ngay lập tức, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị con robot bắn hạ ngục bằng thuốc mê. Đến khi tỉnh lại Lucy đã thấy Bình nằm trong xe đẩy, ngoài ra còn có một số phụ nữ bị nhốt trong lồng trước mặt. Nhưng đôi mắt họ đầy sự buồn tẻ và sự vô hồn. Ngay sau đó Lucy đã bị robot đưa đến gặp hai người đàn ông và họ cũng rất hài lòng với Lucy và nói sẽ lột sạch đồ của cô ngay lập tức. Tiếp đó cô bị robot đẩy đi qua một hành lang đáng sợ vào phòng phẫu thuật. Khoảnh khắc tiếp theo nó đã nhấc một trong những bánh răng cưa của mình lên. Dường như nó thực sự muốn cắt đôi người Lucy trong lúc cô đang tỉnh táo, thậm chí còn an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng mà thôi. Nhưng không ngờ vào lúc này Lucy chợt xoay người khiến bánh răng cưa cắt đứt dây chói, ngay lập tức cô đã nhảy xuống giường tránh bánh răng cưa đang nhắm đến. Tiếp theo Lucy nhặt được máy điều áp nhịp tim dí thẳng vào robot khiến nó lập tức bị đánh bại và Lucy đã nhanh chóng tìm ra cách thoát khỏi rắc rối bằng một chai chất tẩy rửa mạnh.
chỉ có hai gã đàn ông vẫn đang xem TV một cách ngu ngốc. Bỗng nhiên giọng nói Lucy vang lên buộc chúng làm theo nếu không muốn mất mạng. Nhìn thấy Lucy đang đe dọa họ một con robot, hai người lập tức cười lớn, thậm chí cả hai còn phớt lờ luôn sự đe dọa của cô ấy sang một bên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo họ không thể cười được nữa, Lucy đã trực tiếp nâng ống tiêm của robot lên và nói một chất tẩy rửa cực mạnh đã sẵn sàng. Con robot còn xác nhận rằng chất tẩy rửa này có thể hủy hoại da thịt của bất cứ người nào. Cuối cùng hai người trực tiếp thỏa hiệp, tiếp theo Lucy còn yêu cầu chúng thả hết những người phụ nữ đó ra. Thấy mạng sống của mình nằm trong tay Lucy nên họ lập tức mở phòng giam, những người thoát khỏi rắc rối nhanh chóng cảm ơn Lucy và rời đi. Nhưng lúc này cô vẫn nhìn thấy cánh cửa của bà lão có khuôn mặt kỳ lạ vẫn chưa mở. Lucy lập tức hỏi lý do thì họ liền nói không thể thả người đó ra. Nhưng cô không cần biết lý do đã trực tiếp thể hiện sức mạnh của mình, thế là hai người đành phải mở nó ra trong sự sợ hãi. Và khi cánh cửa được mở ra hai người họ còn trở nên lo lắng hơn, Lucy còn quay lại phía họ và bảo họ đừng sợ, tuy nhiên có một cánh cửa có dòng chữ Crazy Go được viết trên nó. Ngay sau đó một nhóm ma cà rồng đã điên cuồng lao ra khiến Lucy lập tức sốc ngang. Hai anh chàng ở lại lập tức dùng súng chống trả nhưng đã bị chúng hạ ngục nhanh chóng, đồng thời bà lão kỳ lạ được thả ra đã từ từ bước tới chỗ của Lucy. Với những biểu cảm kỳ lạ thì bà ta đã nói tên tôi là Martha, ngay khi bà ta mất kiểm soát lao tới thì Lucy đã buộc phải nổ súng. Cuối cùng cô cũng đã có thể tự cứu bản thân mình, và khi Lucy nhìn thấy mặt trời lần nữa thì Gâu vẫn đang ngất xỉu trên mặt đất. Rõ ràng cô hiểu được tình trạng anh ta nên đã lấy trộm hết số thuốc, Gâu liền cầu xin một cách yếu ớt nhưng Lucy đã ngồi xổm xuống và do dự. Bây giờ chắc chắn là thời điểm tốt nhất để lấy mạng Gâu, nhưng cô không thể làm như vậy vì cô không muốn mình là một kẻ sát nhân như anh ta. Sau đó Lucy đã để những lọ thuốc trước mặt Gâu. Chưa đi được bao xa thì Lucy đã phát hiện một người trước mặt, đó là một bộ giáp của hội anh em thép đang bị bao phủ bởi lũ gián. Lucy lập tức rút súng ra bắn hạ bọn chúng. Nhưng khi giải quyết xong và mở mặt nạ ra thì đó chính là Maximus. Thì ra Thaddeus đã đánh cắp lõi phản ứng tổng hợp hạt nhân của bộ giáp và vì điều này anh đã không thể điều khiển được cỗ máy. Thế là Lucy nhanh chóng thả anh ta ra, vào khoảnh khắc này cô cũng ngất đi vì kiệt sức. Đến khi cô tỉnh lại thì Maximus đang cất bộ giáp của mình đi, điều này làm cô thắc mắc sao anh ấy không gọi đồng đội từ Brotherhood đến giải cứu. Thì ra anh vốn là cấp dưới của một hiệp sĩ mặc áo giáp, do những tình huống không lường trước được trong những ngày qua. Cấp trên của anh ta đã hẹo, vì vậy Maximus đã lấy bộ giáp và giả vờ thay thế ông ta. Tuy nhiên danh tính của anh đã bị Thaddeus phát hiện vào ngày hôm qua. Thế là anh ta đã giật lấy lõi sức mạnh của bộ giáp, bây giờ Maximus không còn cách nào khác là lấy cái đầu của Win mang về tổ chức. Chỉ khi đó anh mới có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra sự cố nào, nhưng Lucy đột nhiên lên tiếng, cô có một thiết bị theo dõi được gắn trên cái đầu đó. Và theo vị trí được xác định cũng sẽ tìm được anh chàng Thaddeus đang giữ nó, Lucy nói cô sẽ giúp Maximus hoàn thành chuyện này. Nhưng sau đó anh ấy phải giúp cô cứu cha mình, thế là cả hai ngay lập tức đạt được thỏa thuận. Thời điểm này Thaddeus đang miệt mài trở về với cái đầu của Win. Sau khi di chuyển hàng chục cây số suốt chặng đường thì anh chàng quyết định dừng nghỉ chân, thậm chí chiếc chân của anh đã bị thương đến mức lòi tận xương bên trong. Khi nhìn thấy một tủ đông phía trước, Thaddeus lập tức nghĩ ra một kế hoạch, đó là trực tiếp nhốt con chó rắc rối này vào bên trong đó. Ngay khi tiếp tục lên đường thì có một người đàn ông đã để mắt đến anh ta, thấy Thaddeus đang bị thương ông ta liền nói mình là bác sĩ và có thể giúp anh. Sau đó Thaddeus lập tức đi theo bác sĩ tới một căn nhà, nhìn vết thương ông ta liền khẳng định mình có thể chữa trị, nhưng Thaddeus cần phải thanh toán chi phí y tế tương ứng. Thế là anh đã lấy lõi sức mạnh từ bộ giáp đánh cắp của Maximus ra trao đổi, khoảnh khắc tiếp theo bác sĩ đã lấy ra khỏi hộp của mình vô số lọ thuốc lạ. Sau một loạt sự pha trộn ông ta đã chế ra thứ thuốc gì đó, và Thaddeus cũng không hề ngần ngại uống nó, thật không ngờ chân anh ta đã thực sự bắt đầu lành lại rõ ràng bằng mắt thường. Anh đã rất hưng phấn với màn chữa trị siêu tốc của vị bác sĩ này. Sau khi xong nhiệm vụ của mình, bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi, đồng thời Gâu cũng đang đi ngang qua nơi Thaddeus nghỉ chân trước đó. Lúc này có tiếng chó sủa bên cạnh thì anh mở chiếc thùng ra, đó chính là chú cho anh đã bỏ lại bên hồ. May mắn là nó vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Bên này Thaddeus đã tới đài phát thanh công cộng liên hệ với đồng đội, nhưng không ngờ rằng Maximus đã đuổi theo tới đây rồi. Anh chàng nhanh chóng hành động thì lại vô tình dẫm vào bẫy của chủ phát thanh ở đây. Lucy đã hoàn toàn sốc khi nhìn thấy cảnh này, nhưng không hiểu sao Thaddeus vẫn chưa hẹo mà còn có thể nói chuyện. Anh chàng liền tự rút mũi tên ra khỏi cổ và không ngờ vết thương đang thực sự lành lại. Maximus liền nói có thể anh ta đã biến thành ma cà rồng rồi. Nghe vậy Thaddeus đã nghĩ ngay đến phương thuốc mà tay bác sĩ đó đã dùng để chữa cho anh. Vào thời điểm này đồng đội mà Thaddeus gọi cầu cứu đã đi tới đây, tuy nhiên thời điểm này anh ta đã bị biến đổi nên không thể trở về nữa. Maximus liền nói anh sẽ giữ đầu của Win và giữ chân cho anh ta chạy trốn. Thấy vậy anh đã không do dự giao nó cho Maximus rồi bỏ chạy. Sau đó Maximus đã đưa đầu của Win cho Lucy giữ trước. Và vừa rồi anh đã nhặt được một cái đầu khác trên mặt đất. Anh ấy sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để làm mọi thứ cho Lucy. Thì ra cả hai đi cùng nhau đã sớm nảy sinh tình cảm. Chủ của trạm phát sóng cũng vô cùng kinh ngạc trước hai người trẻ này. Không chỉ vậy mà hai cái đầu họ đang nắm giữ cũng chung khung hình này. Ngay sau đó Maximus đã yêu cầu Lucy nhanh chóng rời đi.
Rồi anh bình tĩnh bước về phía những người đồng đội đã tìm đến đây. Rất nhanh Maximus đã bị bắt và đưa đến trạm tạm thời của Brotherhood. Sau khi thử nghiệm thấy cái đầu mà anh mang đến không phải là của Win, người đứng đầu đã ngay lập tức tống anh ta vào tù, nhưng ông chủ nhân của hội vẫn chưa lấy mạng anh ấy. Ông ta còn nói rằng nếu Maximus có thể dẫn họ đi tìm người giữ cái đầu, thì anh có thể trở thành phó chủ tịch của hội Brotherhood. Bởi hiện tại hội đang đi xuống vì dần mất đi quyền kiểm soát các vùng đất hoang, chỉ có giành lại sức mạnh thì mới giúp hội trở nên lớn mạnh. Vì ước mơ từ nhỏ và lời thao túng của chủ hội Brotherhood, thì Maximus đã nói cái đầu của Win đang ở chỗ của Lucy. Đồng thời lúc này cô ấy đã vượt mọi khó khăn tới được căn cứ của Moondaver, rồi Lucy bước vào mà không hề sợ hãi. Dường như đây là tàn tích của một đài thiên văn, khi đi lên trên cùng thì cô đã nhìn thấy cha mình. Đồng thời là Moondaver đang ngồi điềm tĩnh ăn chờ đợi Lucy tìm đến, ngoài ra còn một gã giống như xác chết trên bàn ăn của cô ta. Lúc này Lucy trực tiếp bước tới đưa cái đầu của Win cho Moondaver, cô hy vọng hai bên sẽ giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Và Moondaver cũng trực tiếp lấy dụng cụ ra nhắm vào vị trí sau tai của Win, sau đó cô ta lấy ra một cái chai nhỏ chứa thứ gì đó bên trong. Khi đã có được thứ này, Moondaver liền hỏi Lucy có muốn biết những việc cha cô đã làm không. Nghe vậy, ông ấy đã chợt hoảng sợ và nói rằng Lucy đừng nghe những gì Moondaver nói. Moondaver tiếp tục nói cha Lucy là anh không phải sinh ra trong hầm trú ẩn, mà ông ấy là người đã sống được 200 năm. Và ông đã từng lên kế hoạch hủy diệt toàn bộ thế giới, đó là một thế giới được kiểm soát bởi tư bản. Họ quyết định cho nổ bom hạt nhân để loại bỏ tất cả đối thủ của mình. Và họ sẽ xây dựng một số nơi trú ẩn dưới lòng đất, mỗi người trong số họ có thể kiểm soát một số nơi trú ẩn này. Ở đó họ sẽ là những bậc thầy và có thể đưa ra bất kỳ quy tắc nào, còn những người trên mặt đất bị ảnh hưởng bởi bức xạ sẽ dần bị thời gian tàn phá. Và dưới lòng đất họ chỉ cần sống lâu hơn những người khác thì sẽ là những người thống trị thế giới. Lúc này Moondaver lại nói đến mẹ của Lucy là Rose. Bà ấy đã từng phát hiện ra có thứ gì đó đang hút đi nước của hầm trú ẩn, chỉ với manh mối đó Rose đã phát hiện ra nền văn minh trên mặt đất đã trở lại. Nhưng Hank đã rất tức giận nói rằng điều đó thật nực cười, và vào lúc đó Rose mới nhận ra người chồng của mình đang cố tình che giấu điều gì đó. Thế là bà đã cố gắng trốn thoát khỏi hầm trú nhưng lại bị Hank phát hiện và lấy mạng. Sau đó Moondaver nói với Lucy thứ mà cô mang đến được gọi là hợp hạch lạnh. Tuy nhỏ bé nhưng nó chứa nguồn năng lượng vô hạn, khi thế giới có sự hỗ trợ của nó sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn, nhưng chỉ có Hank mới biết mật khẩu truy cập. Và khoảnh khắc này ông ấy bỗng nhiên như phát điên như thể cảnh báo Lucy đừng nghe lời Moondaver đang nói. Nhưng dường như lúc này Lucy không còn tin cha mình nữa, rồi cô đột nhiên có một dự cảm rất tồi tệ nhìn cái xác đang ngồi bên cạnh. Với chiếc vòng cổ trên cơ thể đã chứng minh rõ ràng bà là mẹ của cô ấy, lúc này Lucy đã bật khóc khi thấy mình vượt bao khó khăn để tìm cha thì lại nhận được kết quả như vậy. Thấy Hank vẫn còn do dự, cô đã nói với ông hãy đưa mật mã cho Moondaver đi, cuối cùng ông đã nhượng bộ trước những yêu cầu lặp đi lặp lại của Lucy. Và ngay khi nhập mật khẩu, tính năng làm mát sẽ được kích hoạt. Bên trong nhạc cụ nhỏ bé này đã bắt đầu khởi động nguồn năng lượng vô hạn của nó. Nhưng ngay bây giờ Brotherhood cũng đang nhanh chóng tìm đến, họ có sức mạnh không quân mạnh mẽ nên mọi người liền sẵn sàng phòng thủ. Ngay sau đó Moondaver đã điều động lực lượng của mình tra chiến trường, tất cả tên lửa phòng không trên mái nhà lập tức được khởi động. Một chiếc trực thăng trúng pháo liền phát nổ trên không trung, nhưng Brotherhood cũng không nhân nhượng mà tấn công đáp trả. Sau khi trả giá vài chiếc trực thăng thì Brotherhood đã hạ cánh thành công, với các hiệp sĩ mặc áo giáp thì họ dễ dàng đột nhập vào trại của Brotherhood. Đây thực sự là một màn đối đầu hoàn toàn không cân sức. Ngay khi họ đang càn quét người của Brotherhood một cách bừa bãi thì một bất ngờ đã xảy ra. Hóa ra đó là anh chàng Gou đã tìm đến điểm nóng của chiến trường này. Anh bắt đầu mỉa mai đội Brotherhood đang núp bóng dưới những bộ giáp sắt này. Và còn chỉ ra một điểm yếu của bộ giáp ngay dưới tấm giáp ngực. Ngay sau đó Gou đã nổ súng trúng ngực khiến một anh chàng hiệp sĩ hẹo ngay lập tức. Điều này khiến Maximus vô cùng kinh ngạc trước khả năng của anh ta. Sau đó một hiệp sĩ khác liền nổ súng nhưng Gou đã rất bình thản rút lõi nhiệt hạch ra. Trong bóng tối anh bắt đầu phát huy những lợi thế của mình. Gou dường như đang phân thân cơ thể xử đẹp từng người một, thậm chí còn điểm tĩnh ném một quả lựu đạn vào người hiệp sĩ cuối cùng. Khoảnh khắc khi cánh cửa tầng trên được mở ra thì tay hiệp sĩ đã gục ngã, Maximus cũng theo sát sau và đã nhìn thấy Lucy đang ở đây. Và Hank ngay lập tức nhìn thấy cơ hội nói mình là cha cô ấy và yêu cầu anh thả mình ra, không ngờ Maximus lại dễ dàng mở khóa phòng giam cho Hank. Thời điểm anh cố gắng kéo Lucy đi thì cô đã nói chính Hank là thủ phạm phá hủy thành phố nơi Maximus từng sinh sống, nhưng vào lúc này ông ta đã mặc bộ giáp vừa rồi lên người. Tiếp theo là hạ Maximus chỉ vơi một cái vung tay nhẹ nhàng, điều này đã khiến Lucy rất tức giận cầm khẩu súng nhắm đến cha mình, nhưng dường như cô không thể nào nổ súng trước ông ấy. Bất ngờ Gou đã tìm đến bắn một viên đạn trượt qua mặt của Hank, không ngờ hai người họ có biết nhau và có chuyện gì đó phía sau, nhưng sự xuất hiện của Gou đã khiến Hank sợ hãi bỏ chạy. Lúc này Lucy đang cố gắng đánh thức Maximus nhưng anh ta có vẻ đang ngủ rất ngon, trong khi đó Gou đang bình thản nhìn hoàng hôn và nói rằng dù ở thời đại nào đi nữa, có những nhân vật lớn đang bí mật kiểm soát mọi việc. Đó là kẻ anh ta muốn gặp được và cũng là người mà Hank đang tìm đến. Tiếp theo Gou đã đề nghị Lucy hãy rời đi cùng mình. Vì người của Brotherhood chắc chắn sẽ tìm đến đây và chiếm đoạt nơi này. Tất nhiên Lucy ở đây thì chắc chắn sẽ chẳng thể an toàn. Nhưng khi Gou quay người rời đi thì cô lại cầm súng lên.
Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo viên đạn đã găm vào đầu mẹ cô ấy, cô muốn người mẹ sẽ được giải thoát khỏi tình trạng này và quay người rời đi cùng với Gâu. Đến khi Maximus choáng váng tỉnh dậy thì đã chẳng còn ai ở đây nữa, đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói phát ra từ cửa, thì ra đó là Moondaver còn sống sót đã quay lại kích hoạt quá trình hợp hạch lạnh. Sau đó cô ngồi trên ghế nhẹ nhàng nói với Rose, chúng ta đã làm được rồi, rồi Maximus cũng từng bước tới nhẹ nhàng trước thành phố đang dần lấy lại ánh đèn. Đó chính là năng lượng được cung cấp bởi thiết bị hợp hạch lạnh. Lúc này Moondaver đột nhiên hỏi anh liệu Brotherhood sẽ làm gì nếu lấy được hợp hạch lạnh, nhưng anh nhất thời không biết trả lời thế nào. Moondaver lại tiếp tục nói hy vọng anh có thể ngăn họ lại, bởi vì lúc này cô đã trúng đạn và không thể cầm cự được nữa. Chẳng bao lâu sau người của Brotherhood đã tìm đến đây. Khi tôi nhìn thấy Moondaver đã hẹo thì Maximus cũng đã vô tình trở thành một hiệp sĩ áo giáp mới, nhưng dường như lúc này anh đang toan tính điều gì đó. Ngay ngày hôm sau anh đã đi đến một khu vực bí ẩn. Vậy là phần phim đầu tiên đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay hãy để lại một đăng ký kênh để cùng mình chờ đón phần phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video mới nhất.